Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện y học cổ truyền Hòa Bình. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu chúng ta một những vấn đề về làm đẹp của chị em phụ nữ. Thực ra thì làm đẹp là cái nhu cầu thiết yếu của chị em phụ nữ, nhưng làm thế nào đó để chúng ta làm đẹp một cách đúng cách thì trước hết thì chúng ta phải nói là trước khi chúng ta làm đẹp thì chúng ta sử dụng các cái sản phẩm để làm thế nào đó để dưỡng da hay trẻ hóa làn da, thì cái điều đầu tiên chúng ta phải quan tâm là làm sạch da một cách đúng cách. Chúng ta biết rằng là đối với rất là nhiều người có thể có những thói quen ví dụ như là trang điểm, nhưng ở một số người thậm chí không trang điểm, tuy nhiên đi ra ngoài môi trường, những khói bụi từ ngoài môi trường rồi những bụi từ ngoài môi trường, do thấy rằng là khi làn da chúng ta sau một ngày về, nếu chúng ta không tẩy trang, chúng ta không làm sạch một cách đúng cách thì chúng ta có thể sử dụng các cái mỹ phẩm có thể rất tốt, nhưng mà cái khả năng thẩm thấu và hay là chúng ta chưa làm sạch da một cách đúng cách thì cái hiệu quả rất là thấp. Vậy thì làm thế nào đó chúng ta có thể làm sạch da một cách đúng cách, thì đây cũng là một bước rất là quan trọng để giúp cho cái việc mà chúng ta sử dụng các cái sản phẩm để giúp cho dinh dưỡng cho làn da hấp thu một cách tốt hơn. Trên thị trường thì có rất là nhiều các cái sản phẩm là làm sạch da rồi tẩy trang rồi là tẩy da chết. Theo tôi được biết thì đó là nước tẩy trang Daily Beauty. Thì đây là một những cái thành phần hoàn toàn từ trong thiên nhiên. Thành phần thứ nhất mà tôi đánh giá cũng rất là cao đó là lô hội. Chúng ta rất biết là lô hội với vô vàn các cái thành phần dinh dưỡng, các cái vitamin. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng các cái nước tẩy trang để làm sạch cho làn da thì cũng sử dụng các nước tẩy trang thành phần từ thiên nhiên trong lô hội, chứa các cái vitamin giúp làm sạch nhưng không gây kích ứng cho làn da. Thành phần thứ hai đó là thành phần từ trà xanh. Chúng ta biết là trà xanh thì có cái tác dụng rất là tốt để tác dụng bổ sung các lượng vitamin, đặc biệt là vitamin C, có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm. Tuy nhiên nó làm sạch làn da một cách rất là tốt và rất là hiệu quả. Thành phần thứ ba đó là dưa leo. Thì chúng ta biết là dưa leo là một thành phần hoàn toàn từ trong thiên nhiên, nhưng mà nó có cái tác dụng rất là tốt, cung cấp cái độ ẩm cho làn da và làm sạch cho làn da. Và thành phần thứ tư đó là thành phần cúc la mã. Chúng ta biết là cúc la mã có tác dụng giải độc rất là tốt, và các cái hoạt chất ở trong cúc la mã thì có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm. Tuy nhiên với những thành phần hoàn toàn từ trong thiên nhiên, nó có tác dụng làm sạch da và nó có tác dụng là thẩm thấu làm sạch sâu ở trong làn da, nhưng hoàn toàn không gây kích ứng cho làn da, không gây nhờn dính. Chính vì vậy chúng ta biết là sau khi chúng ta đi làm về thì chúng ta hoàn toàn sử dụng một cái lượng vừa phải cái nước tẩy trang này, và chúng ta đều lên trên gương mặt chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng thêm các cái bông để tẩy trang và chúng ta xoa đều trên gương mặt, và chúng ta có thể biết rằng là tất cả những cái bụi bẩn hoặc là những cái phấn chị em chúng ta sử dụng hàng ngày hoặc là kem chống nắng đã được lấy ra hết và làm da chúng ta sạch và làm thông thoáng lỗ chân lông và làm sạch da. Như vậy thì ta thấy rằng là sau khi chúng ta làm xong, chúng ta vẫn cần rửa lại bằng nước sạch và thấm khô bằng khăn mềm, chúng ta mới tiến tới bước thứ hai để dinh dưỡng cho làn da. Tôi nghĩ rằng đây là sản phẩm hoàn toàn nhập khẩu từ Hàn Quốc và với những nguyên liệu hoàn toàn từ trong thiên nhiên, rất là an toàn, hiệu quả và không gây kích ứng cho làn da.